Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Bảy việc làm khiến cho phúc đức bị hao tổn, nghe để tránh. Người xưa khuyên chúng ta rằng hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều việc chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn khiến cho phúc báo của chúng ta bị hao tổn mất. Vậy thì những hành vi, những hành động như thế nào sẽ khiến cho phúc báo của một người bị hao tổn một cách nhanh nhất mà chúng ta nên tránh xa? Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta đi tìm hiểu nhé! Nếu như tiền nhân của chúng ta đã làm rất nhiều việc tốt, thì họ sẽ để lại cho con cháu một khối di sản rất tốt, giúp cho con cháu được phú quý và trí huệ. Nếu như tiền nhân của chúng ta làm nhiều việc xấu, sẽ khiến cho con cháu gặp nhiều tai nạn về sức khỏe, về tâm hồn, về tài chính. Người xưa thường có câu nói, tích đức, tích âm đức. Vậy thế nào là âm đức, dương đức? Từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghe ông bà chúng ta căn dặn rằng, phải tích âm đức, không cho mình thì cũng cho con cháu mình. Như thế nào mới gọi là âm đức và dương đức? Làm việc tốt để người khác biết được gọi là dương đức. Dương đức phúc báo sẽ rất nhanh, người ta sẽ ca ngợi bạn, tuyên dương bạn, báo đáp bạn bằng vật chất hoặc là khen thưởng biểu dương. Dương đức một khi đã được báo đáp rồi thì ngay lập tức sẽ hết. Làm việc tốt mà không để người ta biết được gọi là âm đức. Âm đức mặc dù không ai biết đến, không được ai biểu dương nhưng phúc báo thường rất lớn, tích được lâu dài. Chúng ta đừng sợ làm việc tốt thì sẽ phải chịu thiệt thòi. Hành thiện sẽ tích được đức. Đức ấy vĩnh viễn là của bạn, người khác không thể trộm được, không thể cướp được. Tự mình tu đức thì tự mình được phúc báo, bởi vì đức là một loại năng lượng. Tuy đức không sở thấy, không nhìn thấy, nhưng không lúc nào và không nơi nào là không tồn tại. Dương đức sẽ không được lâu dài, đa số tùy theo việc tốt mà chúng ta nhận được phúc báo ngay trong đời. Còn âm đức thì tích được lâu hơn. Hơn nữa càng tích càng lớn, càng tích càng dày, còn có thể để lại phúc trạch cho con cháu mai sau. Do đó làm nhiều việc thiện thì nên xuất phát từ đáy lòng, không nên truy cầu để người khác biết được. Người xưa rất coi trọng âm đức, cho rằng âm đức mới là chân quý, còn dương đức chỉ là một chút hư danh, không có giá trị thực tế đối với sinh mệnh. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, và tấm lòng chỉ để gió cuốn đi, đó mới chính là âm đức. Hành thiện đều là tích đức. Nếu nói cho rõ thì thiện có thật, có giả, có ngọn, có ngành, có âm, có dương, có đúng, có sai, có lệch, có chính, có vơi, có đầy, có lớn, có nhỏ, có khó, có dễ, đều cần phân biệt rạch ròi. Âm đức sẽ được trời báo, dương thiện được hưởng tiếng thơm trên đời. Tục ngữ có câu, con người hành thiện thì trời đất đều biết, ắt có phúc báo. Hành thiện chính là âm đức. Con người tích đức càng nhiều thì phúc báo càng lớn. Cổ nhân từng nói lời thiện, nhìn việc thiện, làm điều thiện, mỗi ngày đều làm 3 việc thiện thì trong 3 năm trời ắt sẽ giáng phúc. Kẻ ác nói lời ác, nhìn việc ác, làm việc ác, mỗi ngày đều làm 3 việc ác này thì trong 3 năm trời ắt sẽ giáng họa. Đó chính là đạo lý. Thiết nghĩ rằng làm việc tốt ắt sẽ kết giao được với nhiều người tốt. Kẻ hành ác lại đang gieo mầm oan gia trái chủ. Người đắc đạo được nhiều người tương trợ, kẻ vô đạo chẳng mấy người giúp đỡ. Do vậy, điều quan trọng nhất khi tu thiện là xuất phát từ sự chân thành, không cần báo đáp. Đây mới chính là chân thiện. Thế nào là tích âm đức? Việc hành thiện mà người biết đến gọi là dương thiện. Hành thiện mà người chẳng hay đó là âm đức. Âm đức chính là thành tựu việc tốt mà không cần báo đáp, dẫu người khác thờ ơ, lạnh nhạt, cười chê, kỳ thị thì cũng chẳng để tâm. Thương con thiêu thân nên chẳng đốt đèn, vì con chuột mà chừa lại hạt cơm, chia cháo cứu đói cũng chính là tích âm đức. Xây cầu đắp đường, đào giếng dẫn nước, châm đèn rót trà, quyên góp lo tang sự, cứu trợ lúc hiểm nguy đều là tích âm đức. Không cầu công danh, không xưng mình là người thiện, không tung hô thì càng lại có nhiều âm đức. Từ những việc lớn như thấy người gặp nguy nan dũng cảm ứng cứu, đến việc nhỏ như tiện tay nhặt rác trên đường cũng giúp người không trượt ngã,
cũng gọi là âm đức. Âm đức có thể thấy trong việc nhỏ không đáng kể trong cuộc sống. Thậm chí âm đức còn thể hiện trong cử chỉ tưởng chừng như đơn giản, như luôn mỉm cười với mọi người, giúp kẻ phiền lòng giải mối phiền ngàn thu, chuyên tâm với công việc của mình, khiến cho lãnh đạo yên lòng, đồng nghiệp mãn nguyện. Âm đức giống như hạt giống, chỉ cần hạt nảy mầm thì không lo tương lai không có cơ hội gặt hái. Số phận tốt xấu của một con người sẽ liên quan chặt chẽ tới việc thiện, ác và âm đức trong tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Tu thiện tích đức chính là tạo cơ hội gieo mầm thiện, tạo thiện duyên, đắc phúc tiêu tai. Họa ác đến nhiều chính là do bản thân tạo nhiều ác duyên cõi lục đạo luân hồi mà thành. Cổ nhân dạy rằng, lập công danh chẳng bằng tích âm đức, dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đắp âm đức. Cho nên muốn thay đổi vận mệnh, cần xem lại bạn tích âm đức như thế nào. Vậy thì những việc làm như thế nào được coi là khiến cho phúc báo âm đức bị hao tổn? Dưới đây sẽ là 7 việc làm khiến cho phúc báo âm đức bị hao tổn nhanh nhất. Thứ nhất, thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh, bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh mà chúng ta đã từng gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận và cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo chúng ta rằng, nếu như những người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sẽ sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều không cứu được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ cần một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất đó chính là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, với người bề trên. Việc chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn hại phúc đức. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công vô ích, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại rất nhanh. Sự việc, nhân duyên, làm việc đều không được thuận lợi. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm thấy thống khổ thì lập tức hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân, quỷ thần sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ được thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Những người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ tương lai tất sẽ giàu có khá già. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của cả gia đình. Thứ tư, oán trời, trách người, ban lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí, hoa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải tổ tiên che chở, nhất định sẽ bần cùng, làm việc không có thuận lợi. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang có nói rằng, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định có hậu phúc, con cháu sẽ thịnh vượng. Ghen ghét châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu đựng y như thế. Thứ năm, thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiêng kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay những mối quan hệ bạn bè cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối nhân xử thế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những câu chuyện giả tạo, dù chỉ là một chút hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, nói dối mà tâm không chút sợ hãi, dần dần trở thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai,
có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ 6, khoe khoang, khoa trương bản thân. Việc khoe khoang bản thân ở đâu cũng như vậy, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến cho quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên việc khoe khoang cái gì thì tương lai nhất định sẽ mất đi cái thứ đó. Thứ 7, nói điều xấu, nói điều không đúng về người khác. Việc nói những điều xấu về người khác, đó chính là việc làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất mà chiêu mời tai họa quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân khiến cho người bị nói sẽ tức giận vô cùng, sẽ khó chịu thì sao có thể sống một cách bình an đây? Trời đất đã sinh ra được dược thảo khiến cho vạn vật thoải mái thì cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng những người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm thì trời, đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình, bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu nói, Thái Sơn bất từ thổ nhưỡng, Hà Hải bất trạch tế lưu, có ý nghĩa khuyên rằng làm người phải biết tiếp nhận hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm, hành vi thì mới có thể đạt được thành tựu chính bản thân mình. Các cách tích đức cho con cháu về sau. Thứ nhất, tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang một cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng thì hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc sẽ có giá trị ngàn vàng. Thứ hai, tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý. Thứ ba, tích đức từ sự chung thủy. Phàm là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu như ta làm như vậy thì về sau bản thân ta, con cháu của chúng ta luôn bị người khác phản bội, phá hoại hạnh phúc của mình, rồi chúng ta sẽ lại gặp quả báo đau khổ. Thứ tư, tích đức từ cách khiêm nhượng. Người xưa có nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Chúng ta hãy buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ, không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận đắc ý về bản thân mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhường một chút. Thứ năm, tích đức từ việc cứu người. Khi gặp những người bị nạn, gặp những người khó khăn, rơi đổ xuống đường, chúng ta nên đến và giúp đỡ. Nếu chúng ta bỏ đi thì ắt về sau chúng ta sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư, hỏng, chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi đường có thể được bình an. Thứ sáu, tích đức từ việc hạn chế sát sinh. Sát sinh là tội ác thất đức trên đời. Chúng ta nên buông dao xuống và nhớ rằng sinh mạng của chúng cũng giống như chúng ta. Ăn đồ sát sinh, chúng ta nên nghĩ đến khi cầm dao giết nó đã kêu lên thảm thiết, đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào. Nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó. Thứ bảy, tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu như kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của chúng ta sẽ phải gánh chịu quả báo rất nặng nề. Làm ăn chân chính là tích đức thì mới có phúc lớn về sau. Thứ 8, tích đức từ việc thành thật với mọi người. Việc không thành thật sẽ khó tồn tại, những người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Chúng ta luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong tất cả mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Nếu như một người mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng rất khó.
bất kể lý do gì thì cũng không thể giải thích được những lý do của sự giả dối của bản thân chúng ta. Thứ 9, tích đức từ việc tôn trọng người khác. Việc đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất, cố gắng để người khác cảm nhận sự tôn nghiêm của bản thân mình, tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là điều đáng quý, địa vị càng cao thì càng không thể khinh người khác. Thứ 10, tích đức từ việc giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ rất lớn. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy, bất kể thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để có thể giữ gìn thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra hay lựa lúc mà nói. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của một người bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một tội đẩy người ta đến con đường cùng. Số 11. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Những người có tính đa nghi trời sinh thì khó có được người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa đã nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ. Số 12. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được sự thuận lợi cũng chính là làm lợi cho bản thân mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất thì bạn hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Số 13. Tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu mình và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. Số 14. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào những thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người sẽ trợ giúp mình. Lòng tốt sẽ luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác cũng cần phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. Số 17. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn người là một cách ca ngợi cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến cho mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của con người có chí khí. Số 16. Tích đức từ đôi tay. Việc học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì sự ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Nếu như không biết vỗ tay, không biết khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. Số 17. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. Số 18. Tích đức từ lòng lương thiện. Không ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục được người khác, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Số 19. Tích đức từ việc lắng nghe người khác. Người xưa có câu nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Số 20. Tích đức từ lòng khoan dung. Nếu như chúng ta không thể khoan dung người khác, có thể là vì lòng dạ của chúng ta còn quá nhỏ hẹp. Chúng ta hãy dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng của người khác. Chúng ta hãy học cách tha thứ cho khuyết điểm của người khác. Đôi lúc một mối quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn nhịn mà sinh ra đấy. Các bạn đã được lắng nghe video 7 việc làm khiến cho phúc đức bị hao tổn của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.